tí chuẩn bị xong mùa đông cái nó nụi hết đi ạ. Ta thường thoảng là bữa rồi chứ cũng thế ông Phương bảo em mà em mà cắt như này thì mấy nó lên nhiều ngọn nó ăn sao mà hết được. Xong ông bảo em phải cắt thật sâu vào để cho nó lên ít ngọn. Thì mẹ Phương nó cũng khoe. Đây là chưa ấy nó nụi hết rồi nên đây là nó cứ lên ngọn thì mình ăn luôn này lên được không? Chị ba xong em cái gì nha. Chúng ta không ăn rau bí, không ăn lá rồi. Em không thích ăn lá luôn, chỉ nhẽ bí. Bác nó xử lý cái con cua rồi chị. Ừ. Nhưng mà chắc chắn bây giờ phải tháng mới ăn hai con đến tháng. Nó ăn được thì mua cho nó ăn, nhưng con để sao chẳng ăn thì chịu thôi. Nó thích ăn. Đồ cháo là cũng màu cháo một cái kéo rồi. Giờ nó đéo thích ăn thịt nữa. Mày bị cua nó ngọt kiểu khác anh ạ. Cái cua nó cháo ngọt mà. Còn nó cũng cơm nên là bí đâu. Cái bề bề ngọt thì được. Chưa cho ăn mà em đọc trên mạng ấy. Ừ. Thì bảo là ăn con này ngon.
sai cái bà phòng trị thế. Con có cho tiêm mũi 501 nào đâu Linh? Không cho tiêm. Theo cơ chế bà bảo là con người nó tự sản sinh miễn dịch. Người tiêm ốm cũng cần uống thuốc. Cái viêm phổi tróe loe hai đứa viêm điện thoại. Mấy bà phải hiểu vấn đề này. Không phải là ai cũng tiêm phòng đấy, không phải ai cũng bị. Nhưng mà 50% sẽ bị. Tiêm vào nó sẽ đỡ hơn. Sau một hôm nọ bà ấy, hai vợ chồng hai nhất quyết định tiêm vaccine đi Linh. Hai con bú gần 3 tuổi không tiêm. Con bú vẫn tiêm được bình thường. Đấy, xong nọ tiêm Pfizer phải đi ra ra luôn tiêm đây. Chị bảo là em tưởng chị không tiêm. Và không tiêm sợ nghỉ việc và em tưởng chị không sợ cái gì. Má, quyền lợi của mình đéo hay sao? Người ta trưởng người ta còn tiêm được chứ nào cho con bú vậy như đâu. Chữa đẻ càng phải liên tiêm tại vì cơ thể người ta đang yếu ấy. Tuần này tiêm Pfizer chữa tiêm hết cho nên hai trên người 3 tuần tiêm hết mà người ta còn muốn được tiêm đi anh ạ. Không may dịch nó đến một cái thì người ta không 3 tuần tại vì công việc không được 3 tuần nhưng mà không được tiêm. Thuốc thì khuyến cáo dành cho 12 tuần nhưng mà người ta tiêm trước 8 tuần thôi. Con cần tư tư thêm mà em bơ còn đá nữa. Ông trẻ ạ, tí nữa thì lên thì cắt mẹ chân thằng bơ đi. Con trông em bắt cái gì nha. Có hai đứa con là hai đứa con gái rồi. Mẹ còn đẻ thêm cái thằng này làm gì? Con mệt mỏi lắm rồi.